Sao rồi ông Ron? Ông có tin tức gì về giải thưởng đi sang Labo chưa? Ông Ron ơi! Ủa, mình hỏi ổng mà sao ổng im re vậy các bạn? Chán ông Ron thật sự luôn á. Rồi, và trước khi tiếp tục video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ mở truyền hình lên để mình xem thử nha các bạn. Ông Ron hình như đang nói chuyện với mình đó các bạn ơi. Để mình chuyển kênh nha. Wow, phim hoạt hình các bạn ơi, phim hoạt hình kìa. Để mình xem thử đã. Nào, có tin tức gì mới về Lambo chưa ta? Kỳ vậy. Cái truyền hình của mình chỉ có hai đài thôi các bạn. Vậy thôi tắt đi cho lành các bạn ơi. Ồ, có phim hoạt hình nè. Nhưng mà thôi các bạn, bây giờ mình cần phải đi sang Lambo để mình đổi lấy tiền thưởng nha. Sao rồi ông Ron? All good, Ronald. Always good when we're together, T. À, ông Ron nói có tin tốt các bạn ơi. Ở đâu vậy ông Ron? Liên lạc lại một lần nữa đi ông Ron. Được rồi ông Ron ơi, một lần nữa. Nào ông Ron, liên lạc lại với mấy thanh niên trong khu chợ đen một lần nữa đi. Ông Ron ơi, ông Ron. Rồi luôn các bạn ơi, hình như là ổng đã mất liên lạc rồi thì phải. Điện thoại của mình á thì không có tin nhắn gì về giải thưởng nha. Đây các bạn ơi, nếu như mà có tin nhắn về giải thưởng thì nó sẽ nằm ở đây nè. Còn bây giờ các bạn nhìn nè, đó trống không à. Không có gì luôn, chán thật sự luôn á. Rồi, vậy thôi bây giờ mình sẽ tự thân vận động nha các bạn. Mình sẽ đi sang Labubu giùm ông Ron nha. Rồi, lên con Ducati phiên bản Trung Quốc của mình thôi các bạn. Người ta là Ducati của Ý ha, còn đây chính là Ducati của Trung Quốc nha các bạn. Nhìn nó hài thật sự luôn á. Mình chỉ được có cái là có áo khoác của Ducati thật thôi các bạn, chứ còn xe này á, đó chính là Ducati Trung Quốc nha. Trông nó khá là hài đó các bạn, dán lên bộ tem của nước Ý nó mới ghê chứ. Ok, đi sang Labubu và đổi lấy quà thưởng thôi các bạn. Để mình xem thử đã. Bay lên. Đó, bây giờ mình sẽ chạy một vòng ở vùng quê bất ổn để mình đi tìm Labubu nha các bạn. Cái tên Labubu khó đọc ghê luôn á, cứ mình đọc chút xíu là mình nhầm hoài à. Nhất là hai cái chữ cuối cùng nó cứ dính dính với nhau các bạn. Labubu, Labubu, Labubu. Rồi, ok. Tiếp đất thành công. Nào, 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 nào. Tiếp đất thành công. Đó. Ồ, xem chút xíu trúng rồi các bạn ơi. Chạy ủi vào cái hàng rào cái mình té, như vậy là fail rồi. Mình vừa mới nghe tiếng ông chú người vô gia cư nói đó các bạn. Ok, để mình xem thử đã. Ồ, hình như là cái đầu gối của mình bị thương rồi các bạn ơi. Để bây giờ mình lại ngay chỗ trạm y tế đây để mình xin thuốc nha. Tự dưng làm highlight chi té rồi giờ sưng đầu gối đi xin thuốc nè các bạn. Báo thật sự luôn á, báo 3D nha. Ồ, mấy anh là cảnh sát. Hello, hello. Xin chào mấy anh là cảnh sát nha. Hình như là mình thấy, à, kia rồi các bạn ơi. Mình thấy có một con Labubu nha. Ồ, mấy anh trai cảnh sát bắt nó rồi các bạn. Hình như là cuộc thi săn tiền thưởng của mấy anh trai trong khu chợ đen là phạm pháp hay sao á. Cho nên là mấy anh trai cảnh sát đã bắt con Labubu này về rồi các bạn. Giờ sao đây ta? Bởi vì số tiền thưởng trong khu chợ đen cao lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đánh lèo nha. Mình sẽ giải cứu Labubu. Nào, mấy anh cảnh sát, cho em xin một em Labubu. Rồi, Labubu ơi, đi theo mình, đi theo mình. Rồi, gọi đất cái nón của mình ra ngoài rồi. Ui, các bạn nhìn kìa. Labubu cầm cái xà beng. Đúng rồi, Labubu ơi, hay quá, hay quá. Labubu biết mình giải cứu nó, cho nên nó đánh cảnh sát hỗ trợ mình các bạn ơi. Labubu này hổ báo ghê luôn á. Nào, nhanh lên Labubu ơi. Hạ gục xong mấy đại cảnh sát này thì mình sẽ rời khỏi đây nha các bạn. Đánh vào bằng tay không với mấy đại cảnh sát luôn. Rồi, mấy đại cảnh sát nè. Ui, đông quá, đông quá. Đông quá rồi Labubu ơi, thôi thôi thôi, chun 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 chun. Nào 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 nào. Cảnh sát kéo đây đông quá các bạn. Ui. Mình cứ vừa ngồi dậy chạy là đại cảnh sát á lấy cây gậy đánh mình các bạn. Labubu. Rồi khỏi đây nhanh lên đi. Ủa nó đâu rồi ta? Rõ ràng là mình chưa nó chạy theo mình đi các bạn ơi. Nó đâu mất tiêu rồi. Ui, cứ như vậy thì không ổn đâu. Nào, Labubu, Labubu. Ui, sao nó ngồi xuống rồi? Ủa? Đánh nhau mới có chút xíu nó mệt nó ngồi xuống các bạn ơi.
Con Labubu này mệt ghê luôn á. Cảm thấy thật là bất lực và mệt mỏi với nó nha các bạn. Mới đến nhà có chút xíu à. Nào ngồi dậy, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Để mình còn chạy ra khỏi đây. Đó, mình biết ngay mà. Mấy anh đặc cảnh sát này nha, mình không muốn đánh nhau rồi, mà đánh mình như vậy thì bắt buộc bây giờ mình phải phản kháng rồi các bạn ơi. Ui, có vũ khí luôn kìa, có vũ khí luôn kìa. Nào nào nào, em có gậy thì mấy anh trai không phải là đối thủ của em đâu. Em đã nói là em không muốn đánh nhau với mấy anh trai rồi mà. Labu lên, nhanh lên. Ui, đã mình báo thủ rồi. Con Labu này báo thủ hơn mình nữa các bạn. Giờ lui xe ra để cho anh ta bắn xì lốp xe rồi. Chán Labu này ghê luôn á. Ok ok, được rồi các bạn ơi. Để mình xem thử đã. Bây giờ mình sẽ chạy trốn như mắt xa nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đem con Labu này đi đổi thưởng ha. Phần thưởng lần này là hơi bị giá trị đó các bạn ơi. Cho nên là không thể nào đưa được đâu. Mình dám đánh cửa với cảnh sát để mà mình đổi con Labu này mà. Wow, anh trai cảnh sát đó có phải là diễn viên đóng phim Hollywood hay là không vậy? Mình thấy ảnh lái xe cảnh sát mà ảnh bay đẹp hơn cả mình nữa các bạn. Ôi, viễn viên Hollywood rồi các bạn ơi, viễn viên Hollywood rồi. Ok, để mình nhắn tin cho ông Ron nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ hẹn gặp ông Ron ở một nơi khác ha. Mình sẽ kêu ông Ron lái một con xe đấy các bạn ơi. Mình sẽ đổi con xe này nha, chứ như vậy là không ổn rồi. Ui, các bạn nhìn kia, đó 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 đó. Đuổi theo mình hả, đuổi theo mình hả. Rồi, chở Labu làm hai lai luôn. Không biết là có công lý hay không đây. Ui, các bạn nhìn kia. Fail, 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 fail rồi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ nhắn tin trong rồi nha các bạn. Đâu rồi ta, phần tin nhắn. Ok, được rồi các bạn. Mình đã gửi tin nhắn thành công trong Ron rồi ha. Bây giờ mình sẽ tìm cách để mình trốn cảnh sát nha. Sau khi mắc sâu xong thì mình với ông Ron sẽ cùng con Labu này đi đến khu chợ đen để đổi lấy tiền thưởng ha các bạn. À, mình nhầm các bạn ơi. Không phải là có một con Labu nha, mà là có tặng hai con Labu luôn. Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau tiếp tục đi săn con Labu thứ hai ha. Mà con thứ hai này hơi bị khó săn các bạn, bởi vì nó ở trong một cái trụ sở cảnh sát phải nói khá là nghiêm ngặt nhất ở trong thành phố này luôn. Cho nên là bây giờ mình đang nghĩ ra kế hoạch để mình đánh lạc hướng cảnh sát này các bạn. Ờ, làm gì đây ta? Có thể là mình sẽ lấy một con xe, rồi sau đó mình đặt bom, mình lái đến ngân hàng, rồi mình kích nổ. À, cách đó được đó các bạn ơi, bởi vì chỉ cách đó mới khiến cho cái đoàn cảnh sát đó mất đi mấy vị cảnh sát ở trong khu vực đang tuần tra ha. Đến lúc đó thì mình sẽ đột nhập vào trong cái trụ sở đó dễ hơn. Rồi ok, tìm con xe nào để mình đặt bom đi ta. Con xe này thì mình chỉ có anh chiếc thôi các bạn ơi, hồi nãy mới thuê được trong khu chợ đen nè. Con xe phải nói đúng cũ kỹ tồi tàn luôn nha. Chạy vào trong thành phố sao mà mình thấy mình khác người quá ta. Đây các bạn. Ai cũng chạy siêu xe đẹp đẽ với VIP không à. Có một mình chạy con xe phải nói cực kỳ cũ kỹ rỉ sét luôn nha. Wow, con xe này đẹp nè các bạn ơi. Con xe đó có gắn động cơ turbo kìa. Ôi đã dữ vậy. Trong đây có nguyên cái nhà xe đậu xe luôn hả? À được đó, để mình thử đậu xe vào đây các bạn. Rồi ok, mình sẽ cắt con xe của mình vào đây nha. Được rồi, là Bù Bù cùng với ông Ron đi theo mình nè. Bây giờ tụi mình có tổng cộng là 3 người nha các bạn. Ok, để mình xem thế đã. Rồi, đặt bom lên con xe này. Con xe này đẹp quá các bạn ơi. Mà tiếc quá, bắt buộc mình phải đặt bom nha. Đó, đặt bom luôn. Đặt chục quả nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lái nó lại gần ngân hàng để mình đặt bom nha. Kích nổ từ xa luôn các bạn ơi. Khủng bố ngân hàng nha. Rồi ok, chuẩn bị. Ơ ông Ron, ông đứng ở đây, ông chừng xe đi, ông đi theo tôi chứ vậy. Xe này đi chừng hai người như vậy là ổn rồi các bạn ơi. Ui các bạn nhìn kìa, quả bom dính ngay chỗ cái bánh xe. Sao mà ảo như vậy? Cái bánh xe quay còn quả bom thì không có rớt cho các bạn. Nào mọi người, rời khỏi đây nhanh lên đi mọi người. Ui cái gì vậy? Mình không có ý định thực hiện phi vụ mà. Ôi what? Cái gì vậy ta? Rồi luôn các bạn ơi, rõ ràng là mình không có ý định mình thực hiện phi vụ mà tự dưng mình lỡ bấm phím E. Bởi vì phím E là mình sẽ bấm còi nha.
Mình đang định bóp còi cho mọi người rời khỏi khu vực này. Ôi thôi, không lòng vòng nữa các bạn ơi. Mình không muốn vô đây thực hiện phi vụ đâu. Thực hiện phi vụ như vậy á, tốn thời gian của mình lắm nha. Chủ yếu là mình đi sang labo để mình đổi quà mà. Thôi rồi, tự dưng bấm phím E chứ không biết nữa. Hồi nãy mấy anh trai kia mình đuổi không cho đi ra ngoài. Biết vậy mình để cho mấy anh đứng luôn các bạn. Chút xíu nữa cho mấy ảnh đứng gần quả bom luôn nha. Mình hơi bị cay rồi đó. Cũng vì mấy ảnh thôi mà bây giờ mình đành phải thực hiện phi vụ nè. Mặc dù là mình không muốn thực hiện phi vụ đâu, mình nói thật luôn á. Tiền không có nhiều đâu các bạn. Đi săn labo đổi giải thưởng trong khu chợ đen tiền mới nhiều nha. Nào bà chị, mở cửa giúp em đi. Em không là nhiều bà chị đâu. Ngày hôm nay em sẽ là Mr. Beast Travel. Không còn Mr. Beast Gummy nữa các bạn ơi, mà là Mr. Beast Travel nha. Nhiệm vụ khoan, đó các bạn, mình nói với các bạn mà. Không có tiền nhiều đâu. Một khoan như vậy đó, tốn thời gian của mình nữa nè. Đó các bạn thấy không, mỗi lần mà cái mũi khoan cái màu đỏ đó là mình phải kéo ra nha các bạn. Đó, khoan đó nè. Khoan đó nè, một phát nữa. Rồi, bung ra. Các bạn thấy không, khoan cực lắm. Khoan đã đời như vậy thôi mà mới có phá được một chốt thôi các bạn. Có tặng 4 chốt lần mà. Nào, thêm phát nữa. Đi săn la mù này khổ ghê luôn á. Wow, 5 sao rồi các bạn. 5 sao vậy mình nghĩ là cái trụ sở đó sẽ không còn đơn vị cảnh sát nào canh gác nữa nha. Như vậy thì phải nói khá lõm luôn á. Không có đơn vị cảnh sát nào thì mình sẽ dễ dàng đột nhập và giải cứu con la mù đó hơn ha. Nào. Đúng rồi. Rời khỏi đây thôi. À, được 1 triệu 6 đô các bạn. Nè bà chị, em cho bà chị 1 triệu 6 đô nè. Cho bà chị hết luôn đó, em không lấy đâu. Ôi, cái gì vậy? Sao thành công rồi? Ôi, mình tặng sao rồi các bạn ơi. Một pha xử lý phải nói khá là công kênh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại. Wow. Con xe đẹp này các bạn. Ui, anh trai ơi, anh trai đụng trúng người rồi. Anh trai xuống xe, anh trai đền tiền cho mình đi. Ủa, đây còn ông Ron với lại là con Labo cái đâu ta? Mất tiêu rồi. Ô, không các bạn ơi, tuy con này là con siêu xe nha, nhưng mà xét với mặt động cơ mạnh và khỏe thì con này nó mạnh khỏe hơn này các bạn. Đó, mượn xe thôi. Ơ bà chị ơi, bà chị đứng ra khỏi xe nha. Bà chị có chung xe với em đi không sao đâu. Rồi luôn các bạn, đó. Mình lên 1 sao rồi kìa. Nào. Con Labo kia với lại cho vào đâu? Ô lộn với lại ông Ron đâu? Hai thanh niên kia. Ủa đã mất tiêu rồi. Ôi, sao chạy vào chỗ đó? Bị vướng rồi các bạn ơi. Rồi còn ông Ron đâu rồi? Mình không thể nào bỏ lại ông Ron đâu các bạn. Nè, lên xe. Lên xe nhanh ông Ron. Rồi, 3, 2, 1. Kích nổ nè. Đó các bạn, mấy đơn vị cảnh sát đã rời khỏi ngay chỗ trụ sở cảnh sát này rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến vào đây để mình giải cứu một con Labubu nha. Đủ 2 con thì mình sẽ nhận giải thưởng nhiều hơn các bạn. Ok, để mình xem thử đã. Nào. Mở cửa. Mình biết khá là rành về cái trụ sở cảnh sát này các bạn. Bởi vì mình ra đây, mình đi vào giống y chang như là mình đi chợ vậy đó. Ra vô liên tục luôn các bạn. Cho nên là cửa trước cửa sau mình đành hết nha. Nào, Labubu. Ủa? What? Nó đâu rồi? Vậy là trong trụ sở này không có à? Ôi what được con nhận. Thôi toan rồi các bạn ơi. Trong trụ sở cảnh sát này không có thì làm sao bây giờ đây? Ồ. Sẵn ở đây thì bây giờ mình sẽ nắp cảnh sát luôn các bạn. Một câu chuyện phải nói khá là hài nha. Nấp trong trụ sở cảnh sát để nắp cảnh sát. Chán thật sự luôn á. Ok được rồi các bạn. Vậy thì con Labo kia hiện tại bây giờ đang ở đâu ta? Để mình xem thử các bạn ơi. Nào. Coi nó có xuất hiện hay là không nha. Ủa sao chỉ có 1 con vậy? Lần này không chỉ có 1 con mà còn mất tiêu luôn ông Ron nữa các bạn ơi. Đâu rồi ta? Nào. Kia rồi các bạn ơi, mình biết mà. Vậy là con Labo này nó bị lắc nha các bạn. Nó đang tập yoga cho nên là nó bị lắc đó các bạn ơi. Nhưng mà không sao, miễn sao mình tìm đủ 2 con được rồi. Con kia là màu trắng nha các bạn, mà cái phần đầu của nó cũng khác nữa. Con này cái chùm tóc của nó cứ cầu yếu ha.
Còn con kia hình như là nó có cái chùm tóc vòng tròn thì phải. Kia là các bạn ơi, đó. Cái đầu của nó có vòng tròn các bạn, giống y chang như là cái móc chìa khóa xe nha. Ôi rồi còn chú kia cái dáng đi sao mà giống zombie như vậy. Các bạn nhìn kìa, ủa, đừng có nói là ông chú đó bị nhiễm zombie nha. Ông chú ơi, ông chú có phải zombie không? À không phải các bạn ơi, zombie thì nó biết sợ. Zombie thì nó cứ biết sợ và bỏ chạy các bạn. Mà công nhận nhìn cái tướng đi của ông chú đó giống y chang như là zombie luôn nha. Ở cái gì vậy? Nào. Mình thấy hình như là con này nó nhỏ hơn các bạn ơi. À đây. Ủa có phải không vậy? Sao mình thấy hình như con lau bô màu trắng này nó nhỏ hơn chút xíu các bạn ơi. Ồ có thể có màu nâu là con anh nha. À chính xác rồi các bạn ơi, nó nhỏ hơn chút xíu. Ồ bây giờ mình mới để ý nè các bạn, con anh á thì nó màu nâu nha. Ok còn con em thì nó màu trắng, con anh bự hơn em chút xíu. Rồi lên xe thôi ông Ron ơi. Như vậy là mình đã thu thập đủ hai con lau bô rồi các bạn. Việc bây giờ mình cần làm đó chính là mình sẽ đi đổi giải thưởng nha. Săn lau bô bù đổi lấy giải thưởng triệu đô. Hello xin chào mấy ông chú ơi. Xin chào mọi người nha. Ôi phía trong kia. Ôi các bạn ơi, mình thấy có ai đang ngồi kìa. Mà sao nhìn ảo chứ vậy? À không các bạn ơi, nhìn từ xa không thấy cái ghế nha. Mình tưởng nó là bà cô đó, bà đang ảo thuật chứ. Được rồi, chạy lên gần đây thôi các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi thành phố này nha. Ở đây có một cái trụ ATM này các bạn. Tiện đường công tác thì bây giờ mình sẽ ghé vào đây để mình rút tiền luôn. Rồi con xin chào ông chú nha. Ôi mọi người ơi, từ từ mọi người. Mình không có ý gì đâu mọi người. Rồi còn anh trai này, ý kiến gì không? Ý kiến thì lên phường. Đó, đầu trọc mà còn thắt bính nữa chứ. Chán thật sự luôn các bạn. Đầu trọc mà tóc thắt bính. Rồi, hách vào cái trụ ATM thôi các bạn ơi. Ok. Nào, chuẩn bị rút tiền thôi các bạn. Đổi giải thưởng và nhận quà thôi. Ok, N-I-U. Ủa, mình nghe tiếng súng các bạn ơi. I-C. Ủa, là ai vậy? Sao mình đang nghe tiếng súng? Ông Ron hình như là đang đấu súng với ai đó các bạn ơi. Ồ, ai về ông Ron? Ông Ron hình như đang đấu súng với ai các bạn. Rồi, mình bị cảnh sát phát hiện rồi các bạn ơi. Ông Ron hình như là ổng đấu súng với ai á. Xong rồi cảnh sát phát hiện ra mình rồi. Ông Ron này sao mà ổng báo thủ dữ vậy? Ông Ron này là ông Ron. Đã hách vào cái trụ ATM là nguy hiểm muốn chết rồi. Ổng không biết giúp đỡ mình đâu các bạn. Còn ở đó lấy súng ra bắn nhau với ai á, thu hút cảnh sát. Cho nên là bây giờ cảnh sát đến đây để tìm mình rồi. Chán thật sự luôn nha. Rồi tạm biệt mọi người, Ôi chạy dụng xe tùm lum tùm la rồi các bạn. Ok và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xem một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cái gì đây? Kẹt xe liên hoàn rồi các bạn. Vướng víu nhau tùm lum tùm la luôn. Rồi. Tăng tốc. Và chuẩn bị rồi. Đây các bạn, ông Ron đã như vậy rồi. Còn lấy súng ra bắn nữa kìa. Ông Ron này hung dữ quá ông Ron ơi. Nếu như đổi ông Ron này lấy con lau bu, chắc mình đổi ông Ron mất tiêu rồi các bạn. Ông đi theo mình, ông báo quá là báo đi mà. Chán ông Ron này ghê luôn đó nha. Rồi đi đến khu chợ đen và đổi lấy phần thưởng thôi các bạn ơi. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã bấm tay theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.